Xin chào các bạn đã đến kênh YouTube Lý Việt Mambo của mình. Nếu như lần đầu tiên các bạn đến kênh YouTube của mình thì hãy bấm vào nút đăng ký trên kênh YouTube, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình nha các bạn. Thì hôm nay mình lại giới thiệu cho các bạn một cái app mới nữa để đào câu nha các bạn. Đây, cái app của cái con của Singapore các bạn. Nó tên là ANT Network. Nhanh tay đào cát chí ngủ ơi, dự án mới ra mắt nên tốc độ đào còn cao ha. càng cao nét các bạn, rất là cao, rất là cao đó. ANT Network mới ra mắt thì nó cả có trên Android và iOS cho các bạn nha. Cho bạn, các bạn đừng xem video hỏi mình là có trên iOS hay không nha, xem video mới nói chứ nhảy vô bình luận không nha các bạn nha. Thì đúng là nó mới ra thì các bạn, cho nên là nó còn cao, cho nên là chúng ta hãy tranh thủ tiên phong đi các bạn. Còn thì các bạn biết là sau này rất là nhiều các app đào coi ra như nấm các bạn. Còn cái nào có sau này có tốt hay không thì không biết, tuy nhiên là rất là nhiều. Thì mình cũng muốn giới thiệu các bạn để các bạn đào, thì cái sau này cái nào ngon thì ngon, cái nào không ăn được thì bỏ nha các bạn nha. Cái này mình cũng không biết nữa, mình chỉ thiệu thôi, thì mình cũng đào với các bạn thôi. Nhưng mà có một điều á là mình lưu ý các bạn là những cái app nào mà nó quảng cáo nhiều quá các bạn, tức là bắt buộc phải xem quảng cáo thì mới đào được, thì các bạn là theo mình á, là nên bỏ đi các bạn nha. Cái đó nhiều khi lợi dụng á. Đó, còn cái app nào mà nó ít, chẳng hạn như hoặc là nó cho bạn một trong hai trường hợp, một là xem quảng cáo được thưởng, hai là không xem thì không sao thì cũng được. Còn cái nào mà bắt buộc phải xem á thì để mà mới đào được á, hoặc là cứ một tiếng xem một lần, một tiếng xem một lần các bạn, là mới bật lên đào là dục đi các bạn, bỏ đi, lợi dụng á. Giống như cái Spotter của Ý các bạn, cái đó là mình đã bỏ từ lâu rồi, nó lợi dụng nha các bạn nha. Còn sau này có ngon hay không thì không ngon đâu, giờ nó để 5 năm sau rồi các bạn nuôi, bạn nuôi nó hả? Các bạn phải biết rằng, hiểu rằng là những cái app nó ra là tôi có hai mặt nha các bạn. Một là đào coi thật, hai là lợi dụng nha. Lợi dụng mình lít quảng cáo, mình xem quảng cáo cho nó nha các bạn nha. Các bạn phải ý điều này. Ví dụ như một ngày xem một cái để mà các bạn bật lên thì được, chứ mà xem liên tục thì không được. Còn riêng app Time Stop á thì nó ra các mục cái quảng cáo, nó tặng điểm cho các bạn không xem không sao. Các bạn không xem cũng không có điểm thôi, chứ nó không có ép bạn xem. Còn như bạn đang nói cái những cái app mà nó ra mà nó bắt buộc các bạn phải xem quảng cáo á mới chơi được á thì nên bỏ đi. Do điển hình như là cái app Spotter của Ý á các bạn, cứ một tiếng là phải xem quảng cáo thì mới bật được. Một tiếng bật một lần, một tiếng bật một lần. Các bạn nghĩ có 24 giờ là 24 mà quảng cáo và 1 triệu người thì bao nhiêu? Nó kiếm tiền rất là nhiều. Cho nên là mình lưu ý các bạn nha. Thì đó là cái ý kiến riêng của mình. Còn các bạn muốn đào thì cứ đào. Trong khi đó thì tương lai thì phát triển như nào thì mình không biết. Mà trước mắt thì cứ phải xem quảng cáo cho nó là không được rồi đó. Nó lợi dụng người dùng rất là nhiều. Cho nên là các bạn hãy lưu ý điều này. Những cái app nào mà các bạn có quyền lựa chọn một trong hai. Một là lít quảng cáo thì được thưởng thêm, còn không thì thôi thì được. Thì theo mình là như vậy ha, chứ lợi dụng người dùng quá các bạn cứ xem quảng cáo nó lấy tiền, mà trong khi nó cứ không có cập nhật cái gì hết, lâu lâu cái cập nhật được email, lâu lâu cái cập nhật được cái số điện thoại là nó dụ các bạn đó nha. Đó thì theo mình là như vậy, đa số cái nào mà quảng cáo nhiều là mình gỡ, mình bỏ hết, mình không có xài các bạn, nó lợi dụng thôi nha. Thì cái đó thì mình sẽ nói trong video khác các bạn. Còn bây giờ thì trước mắt thì các bạn hãy đăng ký cái app này trước nha, để xem cái app này sẽ ra như thế nào. Thì đăng ký bằng số điện thoại để code vừa gửi về nha. Này là đăng ký bằng số điện thoại. Nhập họ tên và cho mã code để giới thiệu bạn. Nhập họ tên và chọn mã code để giới thiệu của bạn. Rồi. Cái reverse code của mình, tức là cái mã giới thiệu của mình là Picasso luôn nha các bạn nha. Rồi kích và logo để khai thác cứ 24 giờ kích một lần nha. Bây giờ thì điện thoại các bạn đang cầm là, nếu các bạn sử dụng iPhone thì các bạn sử dụng iOS, còn nếu các bạn sử dụng Android thì chọn cái trên nha. Ở đây mình sử dụng Android. Thì mình kích vào cái Android nha. Đường link này mình để trong mô tả video nha các bạn, hoặc bình luận đầu tiên của video á. Hoặc là mình để dạng rút gọn nha các bạn nha, thông cảm nha. Nhiều khi á, để cái link như này á thì Google nó cho là spam nha các bạn nha. Rồi các bạn kích vào cài đặt giúp mình nha. Cho nên là bắt buộc phải chuyển sang là cái link rút gọn là như vậy đó, chứ không phải là tự nhiên mà để link rút gọn đâu. Các bạn thông cảm điều đó. Rồi các bạn đợi chút xíu nó cài đặt nha. Thì
Mình cũng nói luôn là trong quá trình cài đặt á, thì các bạn biết rằng đến thời điểm này á, thì mình thấy hai cái app ngon nhất đó chính là Bi và Thighstop nha các bạn nha. Và sắp tới nó là có thể là cái thằng Eagle Network. Cho nên ba cái app đó là mình cảm thấy là ngon các bạn. Thứ nhất là Bi Network, thứ hai là Thighstop và thứ ba đó là Eagle Network. Thì các bạn tất cả các app đó mình đều làm video hướng dẫn hết và cũng rất là nhiều rồi, các bạn có thể tìm hiểu xem và đăng ký nha các bạn nha. Còn tương lai những app sau này như thế nào thì mình chưa biết nha. Đó. Thì theo kinh nghiệm của mình là như vậy. Thì các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách tìm trên kênh YouTube của mình á, những app đó các bạn cài vào. Thì hôm nay lại là một cái app mới này xem là như thế nào nha các bạn nha. Rồi các bạn kiên nhẫn đợi một chút xíu nha cho nó cài đặt nha. Rồi sau khi mà nó cài đặt xong á, các bạn ấy bấm vào mở giúp mình nha. Mở giúp mình để mình sẽ tạo tài khoản, đăng ký tài khoản để cho hướng dẫn các bạn theo dõi nha. Rồi bây giờ mình sẽ bấm vào cái nút là Create Account đó các bạn nha. Create Account nè ha. Rồi sau đó các bạn Agree, các bạn chọn là Việt Nam giúp mình nha. Để các bạn chọn ở đây nè, chọn ở đây nè, cái số 1 đó các bạn chọn vô cái mũi tên này nè, đó chọn vào đây cho sổ cho các bạn chọn Việt Nam giúp mình, các bạn kéo xuống dưới ha, Việt Nam cuối cùng các bạn chọn vô, rồi các bạn gõ số điện thoại vô nha. Gõ điện thoại vô 0582429028 đó. Như vậy bỏ số 0 các bạn nha, bỏ số 0 đầu tiên, thì bỏ số 0 đầu tiên nó mới đủ 582429028. Ở dưới có chín số rồi các bạn phải bỏ số 0 đầu tiên nha. Đó, sau khi các bạn gõ OK rồi ha, rồi các bạn hãy bấm vào Send code giúp mình nha. Đó, Send code nha các bạn nha, bấm vào Send code để nó gửi mã về. Chờ một chút xíu, nó gửi mã về nha các bạn nha. Mình nhìn thấy cái app này nó có vẻ ổn định các bạn, cái app của Malaysia ấy, của Singapore các bạn. Đó, chờ các bạn chờ trong vòng 5 một phút nha. Nó sẽ gửi mã về tin nhắn ha. Để các bạn điền vào, các bạn bấm verify. Chờ một chút xíu nha các bạn nha. Mình chưa thấy tin nhắn gửi về. Đợi một chút xíu. Mình đang sử dụng số Việt Nam Mobile, không biết là nó có gửi tin nhắn này hay không. À quên, để mình xem bên đây. Mình vẫn chưa thấy tin nhắn các bạn ơi. Có thể là số Việt Nam Mobile nó không không được rồi. Resend là một lần nữa coi. Trước mắt là số Việt Nam Mobile thì mình không thấy nhận rồi các bạn. Các bạn có thể sử dụng số khác nha. Số Việt Nam Mobile thì chưa chưa không không có tin nhắn các bạn. Thôi bây giờ mình ra mình quay ra mình điền số khác đi. Trở lại. Không cho trở lại nè, phải đợi tiếp. Đó, bây giờ mình quay ra mình sử dụng số khác rồi các bạn. Ở đây mình sử dụng số là không ăn rồi đó. Mình sử dụng số Mobifone đi các bạn. 9375995. Rồi.
Rồi bấm send code nha. Để xem số mobile nó có qua hay không. Rồi các bạn cũng chờ một phút nha, thử như thế nào. Bốn số sẽ được gửi về số đó, nhưng mình thấy chưa gửi các bạn ơi. Rồi như vậy số Việt Nam, số MobiFone thì có các bạn. À đây 4691 91. Rồi ok, 9191 đó. Như vậy là số Việt Nam Mobile thì không được nha, mà số MobiFone thì được cho các bạn nha. Rồi ở đây nickname thì nickname là cái tên của các bạn. Ở đây dù chẳng hạn mình tên Lý Việt thì đánh Lý Việt vô đó, viết thường không dấu ha, liên tục nha các bạn nha. Rồi refer code các bạn điền bill cách sơ giúp mình nha. Đó các bạn điền như vậy đó. Sau đó các bạn bấm submit giúp mình được không các bạn? Quá đơn giản đúng không? Rồi các bạn điền như vậy là bấm submit nha. À, xin lỗi các bạn nha. À, xin lỗi các bạn, ở đây là set your refer code. Các bạn set your refer code tức là không phải là đánh cái mã giới thiệu các bạn, mà là có nghĩa là các bạn tạo cái mã giới thiệu của các bạn ha. À, các bạn tạo cái mã giới thiệu của các bạn. À, có nghĩa là các bạn muốn cái mã giới thiệu của các bạn đẹp như thế nào các bạn tự tạo nha. Cái này cái dòng mà các bạn phải tự tạo. Giống như nickname bây giờ mình để nickname của mình là Bill Kitso luôn, và cái mã giới thiệu của mình là Bill Kitso luôn. Đó. Đó, các bạn tự tạo cái mã giới thiệu các bạn, cái đó là cái mã giới thiệu tự tạo. Ha, à, thì coi như là nickname là mình để là Pikachu luôn ha, và cái mã giới thiệu của mình cũng là Pikachu luôn ha. Đó là mình tạo ra các bạn, mình tạo ra bấm submit. Bấm submit các bạn đó. Đó, cái lúc này nè, các bạn mới đánh là refer code tức là cái người giới thiệu của các bạn. Đây là các bạn đánh biểu cái show giúp mình. Được không các bạn? Đó. Nó đã đúng. Sau đó các bạn bấm submit một lần nữa nha. Được không các bạn? Rồi. Sau đó thì các bạn click vào cái nút login giúp mình nha. Xong rồi các bạn lấy mình login nha. Đó, như vậy là sau khi các bạn đăng ký thành công thì nó sẽ ra giao diện như thế này các bạn ha. Nó ra giao diện như thế này đó. Đó, các bạn có thể kéo lên để xem nha các bạn nha. Cái này của Singapore ha, của Trung Quốc đây không biết nè. Rồi, các bạn sẽ giới thiệu để tăng thêm tốc độ đào bằng cách là giới thiệu là sẽ được nhận thêm 20%. Này nó đây chưa chạy các bạn bấm vào đây nè. Đây nè các bạn, bấm vào đây. Cho điện thoại mình nó chậm nha. Bấm vào đây là sẽ đào nha các bạn nha. Click here to start. Trisser deep in là đào. À, tốc độ là 0.8 an trên 1 giờ nha các bạn nha. Nó có thể là nó bị lát đó các bạn, nó không chưa chạy đó. Và hiện bây giờ là tốc độ đào nó vẫn là 100.000, là tốc độ đào của nó là 0.8 nha. Còn đang maximum nữa các bạn. Đó. Sau đến mà 100.000 rồi thì nó sẽ giảm xuống là 0.4 à. Ha. Các bạn xem cái video rồi các bạn cũng biết mà đúng không? Và đến 2 tỷ thì nó dừng luôn. Đó. Thì cũng có người sáng lập đó các bạn, tiếng tạo không biết. Bạn có thể xem nha. Xem thêm. Đó, nó đang đào rồi các bạn đó. Thì khi các bạn đăng ký xong rồi các bạn sẽ được tặng một ANT nha. Ở đây là 00, có nghĩa là mình chưa giới thiệu ai là 00 nha. Rồi, thì để giới thiệu các bạn bấm vào cái này nè các bạn ha. Đó, đây là cái mã giới thiệu của mình ha. Đó,
bạn có thể bấm vào đây để xem. Ok, dừng. Cái máy này nó hơi chậm nên các bạn thông cảm nha. Bấm mở. Nó đơn giản như vậy thôi các bạn. Nếu có gì không hiểu bạn có thể bình luận cái video nha các bạn. Và các bạn lưu ý là đăng ký số điện thoại thì các bạn nên chọn là số Mobifone nha các bạn nha, hoặc là Viettel. Chứ số Vietnam Mobile thì mình đăng ký không được á. Có thể là nó hơi nặng các bạn nha. Đó, tốc độ đang cao nhất là 0.8 ANT trên 1 giờ ha. Rồi. Thì các bạn ủng hộ mình bằng cách đích đường link ở trong mô tả video các bạn, đó là Picasso nha. Cái đường link với cái mã giới thiệu là Picasso ở trên màn hình cho các bạn nha. Rồi, nếu có nhiều không hiểu bạn có thể bình luận dưới video nha các bạn, để mình làm video giúp các bạn hoặc là trả lời cho các bạn. Và tại vì mình thường hay chat trên kênh YouTube luôn. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký trên kênh YouTube của mình nha các bạn. Và sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình nha các bạn. Rồi, chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.